Ơi, chào cả nhà. Chào cả nhà đến với kênh For Vlog nha cả nhà. Bữa nay là ngày rằm tháng 7, là ngày lễ Vu Lan á cả nhà. Ngày nay á là mình đi chùa cả nhà ơi. Giờ mình đi khoảng cỡ nửa tiếng tới chùa. Và bữa nay mình đi cái chùa mà lớn nhất của miền Tây luôn nha cả nhà. Là chùa đó là chùa Thiền viện Trúc Lâm Chính Giác ở Tân Phước Tiền Giang nha cả nhà. Cách mình chạy tới đó cách khoảng nửa tiếng đồng hồ là tới nha cả nhà ơi. Thì bữa nay theo chân mình đi tham quan, vừa tham quan mà vừa viếng chùa, cái chùa lớn nhất miền Tây luôn nha cả nhà. Thôi theo bước chân mình đi luôn cả nhà ơi. Cả nhà tới khu vực Tân Phước là đồng khóm rất là nhiều nha cả nhà. Đây là nguyên một cánh đồng khóm luôn cả nhà. Đất đây là đồng lúa không có tốt, đây là đồng khóm không à. Cứ dặn khóm luôn nha cả nhà. Ôi, cả nhà ơi, giờ tới chùa lễ Vu Lan rồi nè cả nhà. Giờ đường này quẹo vô chùa nè cả nhà. Đi. Lại hoài vậy đó. Cả nhà ơi, đường đường vô tới chùa nha cả nhà. Chùa ta làm lớn vậy nè cả nhà ơi. Này là giữa cái cánh đồng hoang luôn cả nhà. Nhưng mà làm luôn cái ngôi chùa, mà ngôi chùa này là theo ghi nhận là lớn nhất ở miền Tây luôn nha cả nhà. Đây là cái chùa cả nhà ơi. Đây là những cái cột mà ghi những cái hàng chữ để còn cái việc ra người đồng cả nhà. Này cũng đông dữ á, thì đông luôn cả nhà ơi. Giờ mình gửi xe đó mình đi thẳng vô là chính diện luôn đó cả nhà. Thôi cả nhà ơi, hiện tại bây giờ là mình vô cái cổng thiền viện Trúc Lâm Chính Giác đó nha. Đây là để là đại lễ Vu Lan. Giờ mình đi thẳng cái đường này vô là vô chính điện luôn nha cả nhà. Ở đây có dịch vụ xe điện nữa cả nhà. Chú đi dắt cái thiền viện này mình đi phải bằng xe đó được cả nhà ơi. Đây mình vô luôn, vô chính điện luôn cả nhà. Dùm thẳng vô chính điện luôn cả nhà ơi. Thẳng vô luôn, ở đây là có hai cái nhà, hai bên là một bên trống và một cái để một cái chuông đây nha. Chuông của chùa á. Hồi mình review hết cho cả nhà xem. Tại trời mưa cả nhà ơi. Mưa giờ khách ta đi mưa nhiều. Lớn không cả nhà? Xung quanh là còn đằng sau này là mình vô giờ trước hết mình vô chính điện luôn đi, mình thẳng vô chính điện luôn. Đây cả nhà, hiện tại là vô toàn chính điện luôn cả nhà. Chính giữa là Phật tổ Như Lai cả nhà. Rồi cả nhà ơi, hiện tại giờ đang là bà xã mình với em rể mình đang quỳ lại cả nhà. Ở giữa chính điện rất là rộng nha cả nhà. Nghe nói Phật tổ này là do người nước ngoài người ta cởi vôi điêu khắc lên cả nhà, chứ không phải nước Việt Nam mình tự nữa nha. Còn ngoài tượng là nặng khoảng cỡ 30 tấn đó cả nhà. Từ trên cái chỗ chánh điện nhìn xuống rất là cao cả nhà. Rất là cao luôn. Xung quanh trên chánh điện quay xuống rồi cả nhà. Rất là cao, nhiều phong cảnh rất là đẹp cả nhà ơi. Mình sẽ lại Phật xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi toàn diện đằng sau, thăm toàn diện đằng sau của chánh điện luôn cả nhà. Cả nhà thấy rộng dữ không cả nhà? Chánh điện rộng rất là rộng luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà, đây là tượng của Phật tổ Yên Lạc nha cả nhà. Ai cũng lại mình vuốt cái đặng lấy sự may mắn nha cả nhà. Nhưng mà sự may mắn là hết bệnh tật luôn cả nhà ơi. Người ta ai cũng vuốt hết. Vô chánh điện mình lại từ đằng trước ra chỗ đằng sau này là có Phật tổ Đạt Ma nha cả nhà. Chánh điện là rất là rộng lớn cả nhà ơi. Rất là rộng lớn.
nói chung là công trình kiến trúc. Mình còn đi đằng sau nữa cả nhà, đằng sau dòng của chánh điện cả nhà, mình còn dòng cái hành lang ở trên mình xuống nữa cả nhà, rất là lớn luôn cả nhà ơi. Ngôi chùa này là ngôi chùa lớn nhất ở miền Tây luôn nha cả nhà. Đây ở trên mình quay xuống cả nhà, đi dòng đằng sau, nói chung là xe điện mình đi dài tuốt ra dòng đằng sau nữa cả nhà. Một cái góc cột góc cột không hết rất là bự luôn nha, bay toàn cảnh nó thông chánh điện rất là lớn nha. Mình xuống khỏi chỗ chánh điện nha cả nhà, giờ mình đi tham quan những gốc cây, những cái chỗ mà nhà để chuông nha cả nhà, để chuông. Đây đây là cái gốc cây, cây bồ đề, gốc cây bồ đề do đại tướng Tần Đại Quang, có nghĩa là chủ tịch nước đấy nha, cố đại tướng, nhưng mà cố chủ tịch nước Tần Đại Quang, nguyên chủ tịch nước nguyên cố rồi chết rồi vậy hả, chủ tịch nước mà chết rồi là ban cho cái cây này nè cả nhà. Đây cây bồ đề 2015 hả, Tần Đại Quang ủy viên Bộ Chính trị trồng ngày 22 tháng 7 2015 nha cả nhà. Cây này là do đại tướng Tần Đại Quang. Còn ở đây là nhiều cây lắm anh ơi. Đây là cây thị, cây thị Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư ủy viên đảng, trưởng ban tuyên giáo Phật giáo trồng ngày 18 tháng 1 năm 2022 này cả nhà. Vậy là mới trồng đây, mới trồng đây. Đây là cây thị. Thị ơi, thị cũng bị bà đi không có tái, nói chung là không tái. Còn đây là cũng cây thị luôn của tiến sĩ Trần Cường, trồng ngày 22 tháng 7 2015 tại Tiền Giang thì cũng gì tại Thiền viện Trúc Lâm chính đấy. Những cái cây này là có dấu ấn những cái những vị chức cao của đất nước Việt Nam mình nha cả nhà. Wow, hòn đá, hòn đá có nước luôn kìa giống như suối vậy đó. Rồi, wow, giống như có suối vậy đó, đẹp quá. Nhiễu xuống nó thành có thất thất như là nhu thạch vậy đó. Rất là đẹp, quá đẹp luôn rồi, rất kỳ đẹp luôn nha ơi, rất là đẹp. Đủ mấy cái này là cái cây gì me, trong cây me này chắc cũng trồng cây Nguyễn lâu rồi lắm rồi. Này cây trồng này do Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch ủy ban gì tư vấn mặt trận tổ quốc Việt Nam. Cây gì đây? Cây me. Cây me mà lâu rồi, cây me này các hàng trăm năm quá trời cây. Cái con gì đây, con gì đây? Thôi cái nhà hiện tại tái này tái gì không biết, cây gì luôn, ở đây không có để được cái tựa cây gì mà tái quá trời luôn. Bây giờ đen tàu tròn bự. Đi luôn rồi. Kìa mấy cái tái kìa. Đó đây. Mấy tái thì quá trời luôn rồi. Mà mưa tới luôn rồi. Nói chung là mưa cũng đi nữa, mình đi cho dắp cái ngôi chùa này luôn nha cả nhà. Không dắp còn rộng lắm. Bây giờ nếu mà mưa gió lên là cái đó cái chuông gió. Cái chuông gió đó là kêu. Ủa có cái bông nữa nè anh. Cây này nó có bông nữa. Tái gì ngộ quá, không biết cây này cây gì đó, cái gì mà cái lá nó giống y như cây bằng lăng mà nó không tái thì không có giống bằng lăng. Bông đẹp quá nha. Cái này là lục tổ huệ năng. Lục tổ huệ năng. Trời, giờ qua cái cây kỷ này đẹp không, quá là đẹp luôn rồi. Che mưa luôn. Wow, cây quá là đẹp. Quá đẹp. Cái gốc này lâu dữ lắm. Gốc ở đây là vài trăm năm chứ không dưới rồi. Đến trăm năm. Đã thứ cái gì mà đồ cổ mới đem về đây. Nói chung là cái những cái gốc đó mà mình những cái phép nó lâu nành hay đó. Đây là trăm năm.
Cái này cái giống cây cây me keo lắm. Me keo đấy, nó me keo. Keo cái lá này me keo nè. Cái tái này hả? Đúng rồi me keo nè. Me keo có cây cái tái me keo đó. Đúng. Hồi nãy tôi nói cây me keo. Có tái, có tái lần chút. Có tái, cái tái đó nó ngọt nha, nó bắt bắt cái này có. Thì nãy giờ mình chưa mới có một nửa à, tại mưa quá. Đây là cái hòn lông bộ thôi vậy. Ờ, cái hòn lông bộ, đi có khế luôn nè. Khế có trái luôn kìa. Khế là khế có tái luôn cả nhà ơi. Đây nè, khế có tái luôn nhưng mà mình vô chùa mình không có nên hái nha cả nhà. Mình không có đụng gì tới, mình chỉ view view cho cả nhà. Đi vô đó thì anh mưa quá rồi. Mưa quá, còn dài sao nữa cả nhà ơi, mà chưa có quay kịp hết tại mưa quá mưa. Wow. Hòn nó còn lớn dữ lắm, gặp lại sao á. Bây giờ mình vô cái chỗ mà người ta cho mượn áo này á cả nhà. Tại mình đi ra là cái chỗ đằng sau là mỗi người nào cũng phải mặc áo vậy hết cả nhà ơi. Rồi đi. Giờ là đi. Cái nhà vô ra đây vô thì sao không? Mấy mặc áo nó đẹp quá ta. Áo nó gọn. Anh đi tới luôn anh giáo thiện sinh đó anh. Nói chung vô đây là mỗi người ai cũng phải mặc hết cả nhà ơi. Đây là quy định của chùa nha cả nhà. Cả nhà. Vô cổng cái chùa luôn cả nhà. Tại vì vô là có lối vô hết cả nhà. Nói chung là đây không biết cái gì luôn kìa. Rộng quá luôn ha anh. Quá rộng, rộng dữ lắm nha. Wow. Cái gì à? Có cá dưới luôn kìa, quá là cá dưới luôn. Quá là rộng lớn luôn. Chắc định được phương hướng tại vì đường. Ê, hồi nãy đầu tiên tay có chỉ nó vào quá anh. Ờ. Dạ. Leo vào. Được không? Được. Được. Đây mấy lúc này nó vào nè. Ủa đằng sau kìa. Tháp thì lớn rồi. Wow, cái tháp hồi nãy mình chạy tháp từ xa thấy cái tháp nè. Mình vô hồi đi mình vòng đường này vô tới tháp à. Đi té đó. Wow. Đây là mọi người phải mặc áo này hết luôn cả nhà. Quy định của chùa là vậy. Wow, quá là lớn, quá là đẹp. Wow. Cái tháp đó, cái kiến trúc y như là của người Khmer vậy đó. Wow, nghe nè anh trời. Đẹp. Tháp lớn luôn. Khu nè anh, con khu con nai gì vậy? Con nai bằng thượng đó nha. Ở đây cũng có cái thiên gió. Chú này quá là đẹp, quá là lớn luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Nói chung là ở địa gần ở địa phương mình mà có một cái ngôi chùa vậy là mình cũng hãnh diện lắm nghe cả nhà. Wow, đẹp. Nai với phu quá trời luôn cái nè. Wow. Đi theo cái đường này người ta chỉ dẫn theo đường. Trời ơi nó rụng trái. À, hiện tại là mỗi người là lại xong nữ thì xong chín vòng lại mình xá nha cả nhà. Giờ mình đằng sau luôn cũng chuẩn bị đủ số vòng luôn cả nhà. Đây, xá mình xong luôn cái vòng cuối cùng cả nha. Cái này có cái gì ta? Sen này có người ngồi lên luôn á. Quá sen quá. Sen nón lá. Sen gì quá nó tiêu. Cái chỗ có lá nó bự. Có người ta phóng lên luôn á. Đúng rồi, có người ta lên đây ta ngồi thiền luôn nè. Cái này sao ngồi được? Này nhỏ quá. Cái này nhỏ quá ngồi cái chìm. Đây. Quá là đẹp luôn. Có bông sen nữa kìa. Ủa cái lá sen nó đẹp. Lá sen nó bự nó đẹp quá trời đẹp. Lá sen quá là bự luôn. Này mới mốt hết đìa này luôn nè. Người ta đang trồng ngốc. Hiện tại giờ mình qua một cái tháp nha cả nhà. Cái tháp được kiến trúc mình nhìn y như là của người Campuchia vậy cả nhà. Người Khmer á. Bây giờ mình đi lại nha. Ủa ta để vậy là mình đi theo lên rồi đó. À. Wow, cái bồ đề nè. Wow, quá trời lớn luôn. Quá trời con chim gì á. Quá trời luôn. À. Mát quá. Quá trời luôn. Đây là cái hòn tháp quá trời lớn luôn rồi. Hòn wow, tháp quá trời lớn luôn. Cái này mà được ở trên cao mình mới xuống á. Đúng rồi. Đang quay xuống rất là đẹp.
Một kiến trúc đồ sộ luôn cả nhà, rất là lớn luôn. Quá trời luôn. Đi cả nhà ơi, đi dành vòng ảnh còn những cái quá rộng luôn nha. Bây giờ ánh nắng nó không có lại mà chá chá. Lúc bữa nay đi đúng trời mưa nha. Cả nhà thông cảm nha, hiện tại ở trong tháp, trong cái tháp mình quay nãy là có Phật tổ luôn nha cả nhà. Bây giờ vợ mình vô cũng lại nha cả nhà. Có cầu thang lên tháp luôn cả nhà. Nó lớn rồi cả nhà, để mình cho thanh tịnh người ta hiến Phật cả nhà. Anh em mình vô trong cái tháp cả nhà, tháp đấy có Phật tổ gì cả nhà. Mấy cái đó này ta không có cho lên nữa. Rồi mình ra luôn. Đại giá. Đây quay toàn cảnh của cái tháp luôn đó cả nhà ơi. Hiện đại rất là lớn luôn. Nói chung là đứng đây mình rộng mình quay xa được. Giờ mình rồi. Trời ơi cá nó ăn mà nó ăn hết nổi luôn rồi. Quá là thích ăn. Quá đời người cho ăn luôn cả nhà. Giờ mình cho cá ăn cả nhà. Kẹo luôn. Ok hả? Wow. À, đó lên kìa, lên kìa, lên kìa. Đó đó. Quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn cả nhà. Ủa quá là cá luôn kìa. Lên nè. Đó trời luôn. Nói chung cá bữa nay no luôn. Nè lấy lại đi. Ủa cá bự kìa, cá chép bự kìa. Cá chép dạng cá chép này ở đẳng người ta cho nhiều quá ở đây. Đói cả nhà. Đẹp 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 đẹp. Ủa sao nó nhét không lên ta ha. Từ 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 anh thải nó đi. À, anh thải nó đi, thải nó đi. Đẹp quá, đẹp quá. Cá này bự, cá này bự. Rồi cái này nó lên, ui ui bự. Cái này lên đẹp lắm. Đó, quá trời luôn. Ủa. Này là cá bố mẹ hay gì á. Để cho nó nữa đi, thả cho nó nữa đi. Trời ơi trời. Ở đây nó mới đẹp nè. Ở đẳng cho ăn nhiều quá rồi nó no rồi. Cá bự không. Cái này cá bự. Bự chứ cũng đâu bằng. Không bự. Bự hơn đẳng quá. Ê cá này cá coi nè. Ôi mắt là đẹp luôn kìa. Trời ơi, mấy cá này làm như cá. Cá coi á. Cái con chính hãng. Trời ơi, trong đây đói thiệt luôn nè. Đúng rồi, tôi không biết đâu. Con tải đẳng con mới chừa lại đây. Nghe chừa đem về đây. Đem thức ăn theo. Mua vài ký đem theo. Anh em có chung gió mà đó. Bự ghê. Ôi, chuông gió quá là bự luôn cả nhà. Giờ bữa nay mưa có gió mà cái chuông gió kêu suốt luôn cả nhà. Cây bồ đề này do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị là trồng cây này nghe cả nhà. Đây là cây bồ đề của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị trồng ngày 8 tháng 3 năm 2020. Đích thân thủ tướng bây giờ là chủ tịch nước đó cả nhà. Đây là nói chung là những cái cây này có như ở miền Tây mình mà ở miền Tây mình mà có những cái cán bộ cấp cao mà về đây trồng những cái cây này rất là hay nha cả nhà. À, cả nhà ơi, hiện tại giờ mình vô là cái chỗ Phật nằm nha cả nhà. À, Phật nằm mình vô mình giếng Phật nha cả nhà. Wow, quá lớn luôn. Cực kỳ lớn luôn. Ở nhà mình giờ mình vô giếng Phật nằm nha cả nhà. À, giếng Phật nằm là mình đi từ trái sang phải đi vòng tròn Phật nha cả nhà. Bắt đầu vô là mình phải đi từ trái sang phải. Đi giáp vòng của Phật nằm luôn nha cả nhà. Cả nhà ơi, hiện tại giờ mình tham quan trọn cái chỗ đằng sau của cái điện chính luôn nha cả nhà. Giờ mình đi ra mình chuẩn bị là ra khỏi cái chỗ này mình tả áo rồi mình ra cái chỗ chánh điện rồi mình bắt đầu mình về cả nhà ơi. Nay mình cũng review cho cả nhà coi ở khu vực của mình là tại mình sinh sống có một ngôi chùa rất là lớn như vậy cả nhà. Từ nhà mình chạy xuống ngôi chùa khoảng cỡ 20 mấy phút, cỡ nửa tiếng là tới cả nhà ơi. Ở đây là của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đó là có một ngôi chùa là Thiền Viện Trúc Lâm Chính Giác. Là ngôi chùa này là ghép vô là cái ngôi chùa lớn nhất miền Tây nghe cả nhà. Ở trong đây có những cái cây của những cái thủ tướng mà trồng luôn cả nhà. Thủ tướng là những người cấp cao của đảng cộng sản mình đó cả nhà, của đất nước Việt Nam mình á.
Rồi giờ mình đi ra coi. Be kind to one another. Hiện tại bây giờ mình đi kiếm chùa về rồi cả nhà. Giờ mình ghé cái quán hủ tiếu chay mình ăn ăn chay nha cả nhà. Hủ tiếu ăn tương. Hôm nay mình quay ghé quán hủ tiếu chay. Dạ. Đây kêu bốn tô rồi mình biết ngon hôm nay. Đây sẽ tới làm nhà luôn. Tới nhà này không có nước mắm nữa, ăn tương mà. Lại bốn dĩa. Ớt không vậy. Bốn người gần bốn dĩa. Gần dĩa. Đây đây đây, tô hủ tiếu hấp dẫn quá. Đói bụng không anh? Đói bụng không? Chết luôn chứ không đói gì. Đi cái vòng. Cái này là sa tế nhà làm nè. Ngon ha, thơm quá. Ớt không, ớt không, ớt không. Ớt luôn, nhanh. Quay quán này quảng cáo lên ngon cái muốn khách hàng nhiều quá. Chủ quán gì? Cảm ơn nha, cảm ơn nha, quán nha. Dạ dạ dạ. Kênh YouTube tên gì lên like cho nè. Dạ, giờ vô chị vô chữ pho vlog nha chị. Pho hả? Dạ, chữ pho vê phở á. À, pho, dạ. Pho, pho, dạ dạ dạ. Dạ dạ. Ok, cho xin cái đây, cái muỗng này. Muỗng này nè. Muỗng này, muỗng này, muỗng này. Đây. Giờ mình chế gì vô nữa ta? Tương ớt. Tương ớt xương xay, anh muốn ăn gì anh ăn? Tương ớt. Cộng vô đây ngay đây. Xương xay. Xương xay. Nói chung là đói quá mà nhìn thấy cái này là thèm dữ lắm rồi. Hấp dẫn đó ha. Nóng hổi. Kiều ớt vô. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi quá trời vô rồi để bỏ luôn. Cay quá. Nói chứ ngon lắm cả nhà ơi, ăn rồi có cay vô ngon lắm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Wow, ngon quá. Ăn rồi, cảm giác sao, cảm giác sao. Ngọt quá, đã, ngon ạ. Hấp dẫn quá. Quá ngon. Hủ tiếu chay nha cả nhà. Ngon quá. Dạ nhỏ em là nó ăn suốt đây nè, nó cái chỉ nè. Đi ngang đây hoài. Ngon quá. Rất ngon, rất ngọt. Nêm vừa phải chăng luôn. Cái này gì ta? Hoành thánh, hoành thánh. Thánh nó ngon. Để vô nước rồi mà vẫn còn giòn. Đúng rồi. Ngon chứ anh? Nó vừa đói mà nó vừa ngon cả nhà. Chỗ này làm ngon chứ luôn. Hủ tiếu chay nó ngọt. Không biết ngon rồi mà cái tô sắp sửa cạn rồi đó. Nước đậm đà. Nước hấp hết nước luôn. Gáo tội thiệt. Có dịp đi từ miếng Tây về Tân Hòa này ghé quán này. Ăn hủ tiếu chay rất là ngọt. Hai cái tô quá ngon mà nhiều nữa ha. Nhiều. Đây quán bún xì hủ tiếu chay ngon lắm nha cả nhà. Ngọc Duyên. Không biết ngon hơn mà chồng em quất sạch cái tô hủ tiếu gáo trội. Tối quá cả nhà. Quất láng tô. Trời ơi, hết nước luôn. Hết nước luôn. Láng tô luôn. Ghê không? Đồng luôn. Bỏ vô luôn. Ai chị chủ quán dễ thương lắm, tiếp đãi nồng hậu nữa. Trời ơi, rẻ cái tô đầy dung luôn cả nhà.
Của tô là có 80 ngày nha. Ai có dịp đi từ miền Bắc Tây tở về đường Tân Phước á cả nhà. Ghé ngang cái quán mình có để hồi nãy mình có quay cái tựa. Dùng thử một tô hủ tiếu chay rất là ngon mà giá phải chăng luôn cả nhà ơi. Thôi mình nói chung là giờ này đúng rồi. Giờ là một ngày mình cũng đã đi viếng chùa xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Một lần nữa cả nhà thấy hay thì cho mình một like, nhấn cái chuông nha cả nhà. Nhớ đi thăm gì thiền viện Trúc Lâm mà nhớ ghé dùng tô hủ tiếu luôn nha cả nhà. Có 20.000 rất rồi, là lần rẻ. Rồi lần chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Bye bye, chào tạm biệt nha. Cô chủ quán chào luôn đi cô chủ quán. Đây cô chủ quán nha.